Xin chào tất cả các bạn, tôi là Vi Đức Trung, hướng dẫn viên trong lĩnh vực phục hồi chức năng vận động. Parkinson là căn bệnh không nhỏ tới khả năng vận động của người bệnh, nhưng nếu được điều trị tích cực và tập luyện đúng cách, chúng ta hoàn toàn có thể giảm đi những triệu chứng như run chân tay, co cứng cơ, hạn chế di chuyển, nói khó nghe và phục hồi chức năng vận động. Lời khuyên cho những người bị Parkinson: 1. Tập thường xuyên vừa sức và nhẹ nhàng. 2. Giữa các đợt tập cần nghỉ ngơi, thư giãn từ 10 cho đến 15 phút. 3. Phải kết hợp hít thở trong mỗi động tác. 4. Tập luyện từ bài tập đơn giản đến phức tạp, từ ít lần đến nhiều lần. 5. Phải kết hợp với thuốc trong quá trình điều trị. 6. Mỗi động tác nên làm hết tầm độ ở tất cả các khớp của cơ thể. 7. Nên giữ thói quen không nhờ sự giúp đỡ của người khác trong công việc hàng ngày, trừ khi bạn không thể làm được cái công việc đấy. 8. Thực hiện nếp sống sinh hoạt điều độ, tránh lo lắng, căng thẳng, buồn phiền. 9. Tham gia chương trình dưỡng sinh, môi trường sống phải thông thoáng. 10. Những bài tập khó phải có sự hướng dẫn của người chuyên môn. Đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số mẹo nhỏ hàng ngày. Những mẹo nhỏ này sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái, tăng sự linh hoạt và bớt chây ý cho cơ thể. Về tư thế tốt, mỗi ngày bạn nên nằm sấp khoảng 30 phút. Nếu như bạn có khiếu chơi nhạc, vẽ, hát, hãy luyện tập hàng ngày với những sở thích đấy. Điều này sẽ giúp bạn tăng tính thư giãn trong tinh thần. Khi nằm nên dùng gối thấp, tránh gập cổ. Mỗi ngày nên đi bộ và mang giày thoải mái, đủ rộng để các ngón chân không chồng lên nhau. Ở người bệnh Parkinson, khi cơ hầu họng bị co cứng và không còn linh hoạt sẽ gây ra tình trạng khó thở và khó nuốt. Nhóm động tác sau đây sẽ giúp chúng ta cải thiện tình trạng đó. Nhóm bài tập số 1, bài tập duy trì chức năng hô hấp. Động tác 1, thở bụng, ngực. Đầu tiên, nằm ngửa, hai chân co lại, một tay để lên trên ngực, một tay để trên bụng. Tiếp theo, hít vào nhẹ nhàng và sâu bằng mũi, bàn tay cảm thấy vùng bụng phình lên. Thở hết hơi ra bằng cách chu môi, thoát bụng và ép ngực lại. Hãy cùng lặp lại nhiều lần với tôi nào. Động tác 2, thở ra sâu có trợ giúp. Đầu tiên, các bạn ngồi trên ghế, hai tay hơi ra ngang, lưng thẳng. Thứ hai, hít sâu vào bằng cách ưỡn thẳng thân mình và gồng lồng ngực, hai tay ra ngang với thân mình. Thở ra sâu bằng cách ép lồng ngực lại với hai tay đặt hai bên mạn sườn, đồng thời gập người về phía trước. Động tác 3, tăng lượng khí thở ra. Ngồi trước bàn, đặt ly nước có ống hút trước mặt, ngậm miệng, hít thật sâu vào bằng mũi. Sau đó, thở ra bằng cách ngậm ống hút để cho ly nước có bong bóng trong ly trở về tư thế ban đầu. Lặp lại động tác khi nhịp thở trở lại bình thường. Động tác 4, thở cơ bụng. Quỳ trên hai gối và hai tay, hít sâu vào, ngẩng đầu lên, bụng căng to, thở ra, cúi đầu xuống, thoát bụng lại. Nhóm 12 động tác này sẽ giúp bạn giảm đi các triệu chứng nhức mỏi khớp xương, cơ bắp tại cổ, lưng do hạn chế vận động. Nhóm bài tập số 2, bài tập vận động vùng cổ, lưng. Động tác 1, gập cổ. Đầu tiên, nằm ngửa, hai bàn tay ngửa, hai chân co lại. Tiếp theo, gập đầu lên phía trước. Tiếp theo, gập đầu lên phía ngực, cho cằm chạm ngực. Giữ lại trong 3 giây, sau đó đặt đầu nằm xuống về tư thế ban đầu. Động tác số 2, nghiêng cổ. Ngồi trên ghế dựa, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tiếp theo, nghiêng đầu về bên phải, cố gắng đầu chạm vai càng tốt. Thứ ba, trở về tư thế ban đầu, nghiêng đầu về phía bên trái và lại trở về tư thế ban đầu.
Động tác số 3, xoay cổ. Ngồi hơi ngửa ra sau, chịu trên hai tay, lưng thẳng, ngực đưa về phía trước, mắt nhìn thẳng, xoay cằm về phía vai phải. Trở về tư thế ban đầu. Tiếp tục xoay cằm về phía vai trái và trở về tư thế ban đầu. Lặp lại từ 5 đến 10 lần. Động tác 4, điều hợp mắt, tay. Ngồi trên ghế, hai tay thả dọc theo thân mình. Đầu tiên, đưa cánh tay phải lên cao, đồng thời đầu quay về phía bên phải, mắt nhìn theo hướng bàn tay phải. Tiếp theo, hạ tay phải xuống, đầu cổ trở về tư thế ban đầu. Sau đó, đưa cánh tay trái lên cao, đồng thời quay đầu về phía bên trái, mắt nhìn theo bàn tay trái. Cuối cùng, trở về tư thế ban đầu. Lặp lại động tác từ 3 đến 4 lần. Động tác số 5, kéo giãn cột sống lưng, quỳ trên hai đầu gối và hai tay, đưa mông về phía gót chân, kéo giãn lưng bằng cách vươn hai tay về phía trước và trở về tư thế ban đầu, lặp lại nhiều lần. Động tác số 6, xoay thân. Đầu tiên, nằm sấp, hai tay đưa thẳng lên đầu, nhấc tay phải lên, xoay thân trên và đầu cùng quay về phía tay phải, trở về tư thế ban đầu. Nhấc tay trái lên, xoay thân trên và đầu cùng quay về phía tay phải, trở về tư thế ban đầu. Lặp lại nhiều lần. Động tác 7, nghiêng người, đứng vững, hai chân dang, hai tay thẳng dọc theo thân người, đưa cánh tay phải lên thẳng trên đầu, nghiêng thân mình về phía trái, tay trái thả dọc theo chân trái, trở về tư thế ban đầu, lặp lại nhiều lần. Chú ý, nếu đứng không vững, có thể tập trong tư thế ngồi. Động tác số 8, gập, duỗi lưng, ngồi cúi gập về phía trước, ngực tựa trên đùi, hai cánh tay thả lỏng. Tiếp theo, hít vào, thẳng người lên, hai tay và mắt hướng lên cao. Cuối cùng, thở ra, cúi người về phía trước, trở về tư thế ban đầu. Động tác 9, gập lưng, nằm ngửa, chân duỗi thẳng, hai tay đưa lên đầu, lòng bàn tay cửa, nhấc thân người lên bằng cách gập cột sống lưng, dùng hai tay ôm đầu gối phải để cho trán chạm vào đầu gối, trở về tư thế ban đầu, lặp lại với chân trái. Động tác số 10, gập lưng xoay, ngồi trên ghế, thân mình thẳng, hai tay khoanh trước ngực, gập người về phía trước để cho củ trỏ phải chạm vào đầu gối trái, trở về tư thế ban đầu. Tiếp tục động tác bằng cách đem củ trỏ trái chạm vào đầu gối phải, trở về tư thế ban đầu, lặp lại nhiều lần với động tác này.
động tác số 11, nghiêng hông. Ngồi trên hai gót chân, hai tay chống thẳng, thân người gập về phía trước, nhấc mông khỏi gót, chân qua ngồi phía bên phải. Trở về vị trí ban đầu, nhấc mông khỏi gót, chân qua ngồi về phía bên trái. Trở về vị trí ban đầu. Động tác 12. Thăng bằng. Ngồi trên hai ghế, hai tay dang ngang, nhấc chân trái lên khỏi mặt đất, chuyển sức nặng thân người sang mông bên phải, trở về vị trí ban đầu. Một triệu chứng thường gặp phải ở người Parkinson đó là run hoặc co cứng cơ tay, gây ra sự khó vận động, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Để cải thiện tình trạng đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhóm động tác vận động chi trên. Nhóm bài tập số 3, bài tập vận động chi trên, động tác 1, áp xương bả vai. Với động tác này, các bạn ngồi trên ghế, hai tay nắm đặt sau lưng, áp xương bả vai lại gần nhau bằng cách kéo hai cánh tay về phía sau, ngực hướng về phía trước. Lặp lại một vài lần. Động tác số 2, giơ cao cánh tay, ngồi trên ghế, các ngón tay đan lại với nhau, đặt trên gối, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tiếp theo, nâng hai tay lên khỏi đầu, đồng thời hít vào, thở ra, hạ hai tay xuống, đồng thời thở ra, trở về vị trí ban đầu. Động tác số 3, xoay bả vai, ngồi trên ghế, đưa cánh tay phải lên khỏi đầu, sau đó hạ cánh tay xuống phía lưng càng thấp càng tốt, sau đó đổi tay, lặp lại nhiều lần. Động tác số 4, điều hợp tay, ngồi trên ghế, hai tay thả dọc theo thân người. Tiếp theo, hai tay nâng lên khỏi đầu, một tay cao, một tay thấp, luân phiên nhau. Mắt và đầu luôn hướng về phía tay cao, giống động tác leo thang. Thực hiện động tác khoảng 5 lần, sau đó hạ tay xuống. Động tác số 5, gập luôn phiên khuỷu tay, ngồi trên ghế, hai cánh tay đưa thẳng trước mặt, đặt bàn tay phải lên vai phải, tay trái duỗi thẳng, bàn tay úp, đổi tay bằng cách đặt bàn tay trái lên vai trái, tay phải duỗi thẳng, bàn tay úp, lặp lại nhiều lần. Động tác số 6, gập khuỷu. Quỳ trên hai gối, cánh tay thẳng, đầu ngón tay xoay vào nhau. Tiếp theo, gập hai khuỷu tay và hạ ngực xuống sàn, cố định mông và đầu gối, trở về tư thế ban đầu, lặp lại nhiều lần. Lưu ý, nếu động tác quỳ bốn chân không làm được, có thể thực hiện động tác này bằng cách chống hai tay thẳng góc vào tường. Động tác số 7, duỗi cổ tay, ngón tay, đứng thẳng, các ngón tay đan vào nhau và đặt trên bàn. Chuyển sức nặng thân mình luân phiên trên bàn tay phải, rồi trên bàn tay trái bằng cách nghiêng mình từ phải sang trái và ngược lại.
Động tác số 8, đổi tay luân phiên. Đứng hoặc ngồi, một tay ra ngang với tầm nhìn, một tay hướng về phía sàn nhà. Tiếp theo, đưa tay trái ngang tầm nhìn, mắt nhìn theo hướng tay trái, tay phải hướng về phía sàn nhà, thực hiện động tác khoảng 10 lần. Động tác số 9, nắm mở bàn tay luân phiên. Hai tay đưa thẳng về phía trước, bàn tay nắm lại, bàn tay xòe ra, bàn tay úp. Nắm bàn tay phải, xòe ngón tay trái. Làm thế nhiều lần. Động tác 10, giang các ngón tay, hai tay đưa thẳng về phía trước, các ngón tay chụm lại sát nhau. Tiếp theo, xòe các ngón tay ra càng xa càng tốt, trở về vị trí ban đầu. Động tác số 11, đối ngón. Bàn tay phải mở, các ngón tay áp sát nhau, ngón cái giang xa ra. Đối ngón tay phải với ngón trỏ thành chữ O. Về tư thế ban đầu, thực hiện đối ngón cái cho tất cả các ngón còn lại, sau đó đổi sang tay trái. Động tác 12, điều hợp hai tay. Tay trái ôm trái banh nhỏ, chuyển banh ra sau gáy, dùng tay phải ôm lấy banh. Sau đó, tay phải cầm banh luồn xuống nhượng chân phải. Tiếp theo, chuyển banh sang tay trái, sau đó chuyển sang chân trái. Thảy trái banh nhỏ từ tay trái sang tay phải, từ tay nọ sang tay kia, lặp lại nhiều lần. Tiếp theo, dùng hai bàn tay thắt nút nhanh một sợi dây. Động tác số 13, xoay banh trong lòng bàn tay, cầm trái banh trong lòng bàn tay, các ngón tay bám trên thành banh. Tiếp theo, đưa cánh tay lên cao, đồng thời xoay trái banh trong lòng bàn tay. Cuối cùng, đưa banh lên khỏi đầu, một tay cao, một tay thấp, sau đó hạ tay xuống trở về tư thế ban đầu. Cùng với các động tác chi trên, chúng tôi cũng có những động tác chi dưới giúp cải thiện khả năng đi lại. Nhóm bài tập số 4, bài tập vận động chi dưới. Động tác 1, duỗi hông. Hai tay duỗi theo thân người, hai gối co, lưng đặt sát xuống giường. Chịu sức ở hai bàn chân, nhấc mông lên cao, động tác làm cầu. Trở về tư thế ban đầu. Động tác số 2, giang hông. Đứng thẳng, hai tay chống lên bàn, đưa chân phải từ trong ra ngoài, đặt chân phải xuống đất, kéo chân phải về tư thế ban đầu, đưa chân trái từ trong ra ngoài, đặt chân trái xuống, trở về tư thế ban đầu. Động tác số 3, duỗi gối. Ngồi dựa ghế, gót chân phải đặt trên ghế đầu cao bằng ghế ngồi, hai tay đặt trên gót chân phía gần đầu gối. Dùng hai bàn tay ấn đầu gối xuống và giữ lại 5 giây để cho đầu gối phải duỗi tối đa. Lặp lại động tác này nhiều lần với chân trái và chân phải liên tục.
Động tác số 4, gập, duỗi cổ chân. Đứng thẳng, hai tay vịn một vật cố định. Đầu bàn chân đặt trên một bàn kê hay một cuốn sách dày. Gót chân đặt trên mặt đất. Nhón hai gót chân lên cao và giữ lại 5 giây. Cuối cùng trở về tư thế ban đầu. Làm lại nhiều lần. Động tác số 5, duỗi ngón chân. Ngồi trên ghế, hai chân đặt trên sàn nhà, nhấc hai gót chân lên khỏi sàn nhà càng cao càng tốt, trở về tư thế ban đầu. Động tác số 6, xoay khớp cổ chân. Ngồi trên ghế, hai tay dọc theo thân người, chịu trên hai gót chân, đầu bàn chân nâng lên cao, hạ hai bàn chân xuống. Di chuyển hai bàn chân về phía phải bằng cách di chuyển gót chân rồi đến bàn chân. Cuối cùng trở về tư thế ban đầu. Động tác số 7, gập gối. Đứng thẳng, hai tay nắm một vật cố định, nhấc thân người lên bằng cách nhón hai gót chân. Ngồi xuống từ từ, chịu lực trên các đầu ngón chân. Lặp lại nhiều lần. Động tác số 8, gập hông, giang hông. Ngồi trên ghế, thân mình thẳng, nhấc đầu gối phải lên phía ngực và hạ chân phải xuống, giang về phía bên phải, kéo chân phải về cạnh chân trái. Thực hiện động tác này với chân trái, lặp lại nhiều lần với cả hai chân. Một sai lầm đối với nhiều người bị mắc bệnh Parkinson đó chính là các cơ bị co cứng, nhức mỏi nên họ cần được nghỉ ngơi. Nhưng đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ì và giảm khả năng vận động. 5. Bài tập vận động di chuyển, động tác số 1, bước chân tại chỗ. Đứng thẳng. Đưa tay phải ra phía trước, đồng thời co chân trái lên. Đưa tay trái ra phía trước, đồng thời co chân phải lên. Lặp lại nhiều lần. Các bạn có thể thực hiện động tác này tại chỗ. Động tác số 2, đi theo vòng số 8. Vẽ vòng số 8 dưới đất, đi giống động tác 1. Nên phối hợp đếm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 để đi. Động tác số 3, di chuyển với tốc độ. Trong một khoảng cách đếm được bao nhiêu bước đi, trên sàn nhà vạch những lằn ngang khoảng 40cm khi đi, tránh đạp trên vạch ngang. Động tác số 4, đi ngang. Đứng thẳng, hai chân giang, hai tay giang ngang vai. Bước chân phải sang chân trái, kéo chân trái về phía trái để cho hai chân giang ra. Sau đó đổi bên, nếu không đứng vững có thể đứng vịn vào một vật cố định. Động tác số 5, di chuyển trên giường trong tư thế nằm ngửa. Đầu tiên nằm ngửa, hai tay dọc theo thân mình, di chuyển về một phía theo thứ tự, đầu, hai chân, hông. Tiếp theo, nhấc đầu qua bên phải, mặt hướng lên trần nhà, di chuyển hai chân về phía bên phải. Chịu trên hai chân, nhấc mông qua bên phải. Trở về tư thế ban đầu, thực hiện động tác đến sát mép giường,
do đó đổi hướng di chuyển, lặp lại động tác nhiều lần. Động tác 6, ngồi dậy từ giường. Di chuyển thân người sát mép giường, nghiêng người sang phải, chân trái sang chân phải. Tiếp theo, đưa hai chân khỏi giường. Và cuối cùng, ngồi dậy bằng cách chống hai tay trên giường. Động tác số 7. Đứng lên từ ghế, đưa mông ra gần mép ghế. Một chân đặt thẳng góc, một chân đưa ra sau, chống hai tay lên đầu gối, gập người về phía trước, nhấc mông lên khỏi ghế và đứng lên. Động tác số 8. Đứng lên từ sàn nhà, bò bốn chân đến một chiếc ghế vững chắc, có thể nên có một người vịn, hai tay vịn vào ghế, co một chân lên, lấy điểm tựa trên hai bàn chân, dùng hai tay đẩy thân người đứng thẳng lên. Ở người bệnh Parkinson, khuôn mặt thường giảm đi biểu cảm, nét mặt ít bộc lộ cảm xúc, đờ đẫn do các cơ không còn linh hoạt. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên tham khảo qua nhóm động tác với cơ mặt sau. Bài tập vận động cơ mặt. Đầu tiên, nhóm bài tập nhắm mắt, nhướng mày, các bạn làm như huấn luyện viên. Tiếp theo, nháy mắt trái, nháy mắt phải. Các bạn làm động tác này từ 5 cho đến 6 lần mỗi bên. Tiếp theo, hóp má, phùng má, phùng má này, phùng má kia. Tiếp theo là động tác đưa hàm dưới về phía bên phải, đưa về phía bên trái. Há miệng tròn theo chữ O. Mí môi kéo hai mép sang hai bên, di chuyển một mép môi về phía bên phải, về phía bên trái. Nhóm bài tập luyện giọng nói sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng như nói run run, nói nhỏ khó nghe, cứng miệng. Luyện giọng nói, các bạn thực hiện giống huấn luyện viên. A, E, E, O, O, U, U, S, S. Hướng dẫn bài tập cho người bệnh Parkinson, Vương Lao Kiện. A, E, E, O, O, U, U, S, S. Hướng dẫn bài tập cho người bệnh Parkinson, Vương Lao Kiện. Vừa rồi, chúng tôi đã hướng dẫn những bài tập dành riêng cho người Parkinson. Những bài tập này vô cùng đơn giản, dễ thực hiện, không cần tới những trang thiết bị phức tạp và mỗi ngày chúng ta chỉ cần bỏ ra 1 giờ đồng hồ để thực hiện. Hy vọng với những bài tập trên sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể tình trạng mình đang gặp phải. Cảm ơn nhãn hàng Vương Lao Kiện đã tài trợ thực hiện chương trình này. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.